Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi giải một số cái ví dụ về lập trình cái PLC này. Những cái mà chi tiết và setup cài đặt khi mà mới vào như thế nào thì các bạn xem các video trước mình đã làm khá là chi tiết rồi. Thì các bạn quay trở lại, tại vì video này mình làm theo một cái chuỗi để các bạn có thể nắm bắt nó dễ hơn. Thì đầu tiên, sau khi chúng ta xem cái phần đề bài trước tiên, thì ở đây mình có 3 ví dụ. Ở trong phần ví dụ 1 thì phần A là đèn một sáng khi không ấn A, không ấn B và không ấn C. Thì đối với cái lệnh và này thì chúng ta sẽ dùng cái phép phép nhân và mà thì nó sẽ thường là nó sẽ nối tiếp nhau. Thì chúng ta có thể vẽ ra một cái biểu thức để cho dễ mà có thể là ấy, thì nó sẽ là A ngang nhân B ngang nhân C ngang. Thì ở đây của mình nó không không có ký hiệu ngang thì các bạn để ý nhé, thì nó sẽ có cái gạch trên đầu này. Đấy thì về cái biểu thức mô phỏng như thế nào, thì đây đèn một sáng khi không có nút nào được ấn, tức là tất cả đều đóng, thì khi có điện thì nó sẽ được bật sáng lên. Thì bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng, chúng ta sẽ ấn vào cái phần cái kính này để bật nó lên, sau đó ấn run. Hình như các bạn thấy thì không ấn A, không ấn B, không ấn C và đèn sáng, đèn một đây. Đó. Thì cái này nó thỏa mãn. Chúng ta ấn tắt đi. Tiếp theo đến với câu số 2 là thiết kế cái đèn số 2 sáng khi mà có một nút bất kỳ được ấn, tức là hoặc A hoặc B hoặc C ấn thì chúng ta sẽ có đèn sáng. ABC là cái mà mình ký hiệu để cho nó dễ thôi. Còn về cơ bản, bản chất nó sẽ là những cái Y00, Y01. Được chưa nhỉ? Thì ở đây mình chọn là chân như thế này. Và cái đèn số 2 của mình sẽ nối với chân Q0.1. Ở trên nó là Q0.0 thì bên dưới đèn 2 nó sẽ khác đi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mô phỏng thử. Đây là hoặc ấn A đều sáng này, ấn B sáng này, ấn C vẫn sáng đúng không? Bây giờ mình sẽ chạy nhé. Đó, thì bây giờ là nó đang chạy như thế này. Bây giờ mình sẽ thử ấn A này, A chính là Y00. Đó, thì đèn sáng tắt đi này. Y01 này vẫn sáng này và Y02 vẫn sáng. Ok, thế là điều đề bài đã được thỏa mãn. Tiếp theo chúng ta đến với câu cuối cùng là đèn 3 sáng khi cả 3 nút được ấn. Cả 3 nút được ấn khi tức là chúng ta ấn một nút thì đèn nó sẽ không sáng, ấn một nút bất kỳ thì đèn nó sẽ không sáng. Thì sẽ mô phỏng như thế nào, thì ở đây cái này cũng khá là dễ thôi, nó là cái cơ bản. Thì đây mình sẽ chạy mô phỏng run. Đó, như các bạn thấy thì dòng điện nó đang đi đến A này. Ví dụ như chúng ta ấn B hoặc ấn C đi, ấn B đó, ấn C hoặc ấn C thì đèn nó cũng sẽ không sáng. Khi mà chúng ta ấn cả A, B, C thì đèn nó sẽ sáng. Đó, như vậy thì là cái đề bài này đã được thỏa mãn. Trong video sau này mình sẽ thêm cho các bạn nhiều ví dụ hơn nữa.